quý vị, từ ngày 23 đến 26 tháng 6, Đảng ủy Khối Dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hành trình về nguồn đến với các địa chỉ đỏ mang tên Tự hào Tổ quốc tôi, với sự tham gia của 118 cá nhân điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Chuyến đi đã hun đúc thêm nhiều tình cảm tốt đẹp để mỗi người càng ra sức phấn đấu, học tập và làm theo lời Bác một cách thiết thực và ý nghĩa. Hành trình về nguồn lần này với những cảm xúc và trách nhiệm của mình, tất cả đại biểu của hành trình nói riêng cũng như là cán bộ công chức, viên chức, đảng viên của Đảng bộ khối sẽ luôn luôn nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để chúng ta hướng đến kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Và cũng trong hành trình này, chúng tôi đã tổ chức lễ tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh dành cho các cá nhân điển hình học tập Bác của Đảng bộ khối Dân chính Đảng. Nằm cách thị trấn Tuần Giáo 30 km, xã Rạng Đông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên là một trong những xã khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo rất cao. Đời sống bà con còn nhiều thiếu thốn, chật vật. Đó cũng chính là lý do đoàn đại biểu Khối Dân chính Đảng Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi chọn địa điểm này để trao quà cho các gia đình chính sách, hai giếng khoan và năm quạt hơi nước. Đặc biệt tại đây, đoàn cũng trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc để góp sức cùng xã Trạng Đông xây dựng đường cờ Tổ quốc trên địa bàn. Mùa mưa thì nước ở bà con hay đi lấy nước ở dưới nguồn ấy thì là rất là đục. Mà khi mà được hỗ trợ về để khoan giếng để sử dụng, người dân ở nơi đây thì cũng rất là phấn khởi và hào hứng. Ủy khối cơ quan Thành phố Hồ Chí Minh làm cái công tác an sinh, quan tâm đến xã. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với chính quyền địa phương và các hộ gia đình chính sách được nhận quà, với lại hai bản được nhận hai cái giếng khoan 80 triệu. Để tới nay trong cái việc sinh hoạt, nước sinh hoạt của bà con nhân dân của cụm hai bản này sẽ được sạch sẽ hơn. Tại mảnh đất Tây Bắc thiêng liêng này, màu cờ Tổ quốc đỏ thắm sẽ tiếp tục bồi đắp tinh thần yêu nước, tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua cái chuyến hành trình, tôi có thể tìm hiểu kỹ hơn, rõ hơn về cái lịch sử của dân tộc ta, từ đó cảm giác là yêu thêm quê hương đất nước của mình. Và chuyến hành trình này sẽ là động lực để cá nhân tôi tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục cống hiến sức trẻ của mình trong việc xây dựng quê hương của chúng ta ngày càng to đẹp hơn, giàu mạnh hơn. Tôi rất bồi hồi và xúc động với trách nhiệm của người cán bộ tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Nghĩ về trách nhiệm đối với thành phố, đối với sự phát triển của đất nước, để xứng đáng với công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình giành độc lập cho Tổ quốc. Hằng ngày học tập theo Bác từ những điều bình dị nhất, sống và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, làm từ những hành động nhỏ nhất, từ những công việc nhỏ nhất của mình, và đó cũng như một cái lời tri ân của chúng tôi đối với các anh hùng liệt sĩ. Và ngày hôm nay khi đứng ở mảnh đất này, tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả những thành viên tham gia hành trình đều có những cảm xúc riêng của mình. Thưa quý vị, việc được trở về với các địa chỉ đỏ, các công trình lịch sử gắn với sự phát triển của dân tộc trong hành trình Tự hào Tổ quốc tôi năm 2024 không chỉ là sự ghi nhận của nỗ lực dành cho các đại biểu trong quá trình phấn đấu trong suốt một năm qua, mà qua đó còn khơi dậy trong mỗi đại biểu lòng tự hào dân tộc, để từ đó tạo thành động lực để tiếp tục phấn đấu, xây dựng và góp phần cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước.